Hello cả nhà của mình, cửa hàng xe máy Ngọc Hiếu, em Đoan Văn Hiếu đây nha. Hôm nay em lên sóng cho anh em một bé da Z xanh CV nha anh em. Mình không biết bên Việt Nam mình nó anh em ưa chuộng cái màu vàng rất là nhiều nha, mà bên Malaysia anh em đi lại ngược lại anh em. Bên Malaysia người ta lại chọn màu xanh CV này là cái màu người ta ưa thích nhất nha anh em, là màu người ta ưa chuộng nhất luôn. Đó. Thì quay lại vấn đề chính thì hôm nay lên sóng cho anh em một bé da Z xanh CB 20 đầu đời cao nhất của bản thường rồi nha anh em. Con này á là dinh nguyên con nha anh em, lốp theo xe đó, bô bọn máy chưa đụng chạm, máy dinh chưa đụng chạm, lòng ách tăng đa. Đặc biệt về phần giấy tờ là thanh lý hải quan 100%, bao cho anh em pháp lý, bao cho anh em hỗ trợ anh em ra tên toàn quốc nha anh em. Không ra tên được là trục trặc, là mình chồng đủ tiền nha anh em. Đó, mình không có bởi vì thì lại gì hết nha. Xe cực keng nha anh em, áo zin theo xe, tất cả đồ là theo xe hết nha anh em. Anh em quan tâm thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình phía phần thông tin nha. Đó. Cực đẹp luôn nha anh em. Đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem, anh em ở tỉnh ở xa anh em xem nha. Máy móc được chưa đụng chạm luôn nha anh em. Nó cực kỳ đẹp. Con này bán giá là 300 mấy, gần 400 triệu nha anh em. Anh em quan tâm có liên hệ mình. Mà bên mình ngoài xanh CB ra, bên mình còn vàng đen 019 đầu, 020 đầu và da Z hải quan chính ngạch nha anh em. Con này là hai hải quan chính ngạch 054 đầu đời 202 nha. Đã có biển số Sài Gòn sẵn luôn, anh em về thì cứ việc sang tên chạy luôn nha, không chờ đợi tiền ra biển nha. Đó, Movita thùng xe mới 100% chưa xăng, đã vô biển số đóng thế rồi, anh em về sang tên cái một nha anh em. Đó, limited màu đen, con này là cực hiếm nha, limited màu đen này. Rồi anh em quan tâm liên hệ trực tiếp số thẳng của mình đây nha anh em, tránh trường hợp lừa đảo nha, mình chỉ xài đúng một số điện thoại duy nhất nha anh em ơi. Rồi chào anh em nhiều nha. Tầm khoảng cỡ 2 tuần nữa cửa hàng mình về rất là nhiều xe nha anh em. Mình về một công nha, mình vừa đấu giá trúng lô thanh lý xong, mình về đây tầm khoảng 30 xe để cho anh em giới lựa nha. Anh em quan tâm thì khoảng, nếu mà anh em không thích những cái mẫu này thì anh em tầm khoảng 2 tuần nữa anh em là liên hệ lại mình nha. Xe rất là nhiều nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nha.